Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khui hàng một cây Nam Tiêu Trúc Quế, hàng order các bạn nhé. Cây này giá của nó ngang với một cây Sifeng 6606. Nhưng mà đây là một cái cây Nam Tiêu Trúc Quế. Bây giờ mình sẽ khui cho anh em xem. Nam Tiêu Trúc Quế thì trước đây mình cũng đã từng order một cây rồi. Một cây ở phân khúc này và có một cây Nam Tiêu Trúc Phương Quế Đài Loan, giá của nó khá là chát, 16 triệu. Rất là đắt. Nhưng mà cây này thì chỉ ở cái phân khúc hơn 2 triệu thôi. Thì nó sẽ là trúc quế của Trung Quốc rồi nhé. Trúc Đài Loan thì nó sẽ chất lượng cao hơn, nhưng mà đổi lại thì giá của nó rất là đắt. Đây, đây à. Để mình xem. Cái tiêu này cầm cũng tương đối nặng. Để xem còn phụ kiện gì không nhé. Như vậy là không còn phụ kiện gì thêm. Như là không có sách và dây treo luôn. À có. À, trong túi. Đây, chúng ta sẽ được một cái túi nhung khá là chắc chắn, dày dặn. Rất là dày các bạn nhé. Bên trong thì có lót một lớp nhung chống xước. Đấy, bên ngoài thì nó thuộc dạng vải thô. Bên trong thì nó là một lớp nhung. Đây, chúng ta có thêm một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng, đại loại thế. Nó cũng không quan trọng lắm. Anh em thường đã chơi đến những hàng này thì biết thổi hết rồi. Ai chà chà. Đây, trúc quế thì Nam Tiêu Trúc Quế thì nó sẽ có nguyên bộ gốc như này. Cái tiêu khá là tròn. Hãy bắt khẩu tay phải tông đô. Thiết kế khá là hợp lý bởi vì nó không bị dính vào những cái mắt trúc này. Nam Tiêu thì thường cái thành nó rất là dày và được vát cái giật cầm, chúng ta sẽ được cái phần tì và cầm này nó sẽ được làm vát như này, thì khi đặt môi vào nó sẽ êm hơn, bởi vì là cái cây Nam Tiêu này, trúc quế thì nó rất là dày, thành ra cái thành nó rất là to, khi đặt vào mà đã để thẳng như là động tiêu ấy, để phẳng như động tiêu ấy, thì nó rất là cấn, nó sẽ chọc thẳng vào cầm chúng ta rất là đau. Thì họ sẽ vát như này, thường cái động tiêu nó sẽ mỏng và nhỏ thì nó không, để phẳng nó không vấn đề gì hết, nhưng mà cái này thì nó sẽ to, khi mà để phẳng thì nó sẽ chọc vào cầm của chúng ta. Nói chung là cái phân khúc mà khoảng hơn 2 triệu như này thì đối với Nam Tiêu nó là một cái phân khúc tầm trung thôi. Đó, phần cao cấp của nó thì khoảng 3-4-5 triệu cơ. Đó, nhưng mà nếu mà chơi thì phân khúc này khá là ổn rồi. Trước mình có một cây khá là ngon. Cây tây này cũng khá là nhiều đốt. 1 này. Đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6 đốt. Khá là ổn. Thường thì cây Nam Tiêu trước mình mua thì chỉ có khoảng 4 đốt. Để được 5 đốt là đã khá là ngon rồi đấy. Khá là đẹp rồi đấy. Cây này được 6 đốt. Và phần gần rễ của nó thì nó lại sậm màu hơn. Mình đến trên ngọn này thì nó sẽ nhạt dần đi. Ok, bây giờ mình sẽ test âm cho mọi người cùng tham khảo nhé. Mình sẽ test âm cây
Lam tiêu trúc quế này nhé. Nói chung là lam tiêu thì anh em sẽ phải làm quen một thời gian thì nó mới thổi, nó mới ra cái chất của lam tiêu được. Bởi vì cái đặt môi của nó đã không như động tiêu, nó không có một cái cữ như động tiêu, nên là mình phải tìm một cái điểm nó chính xác của nó thì mới ra được cái chất của nó. Lam tiêu thì tiếng nó sẽ có một, nó sẽ rất là đầm hơn là động tiêu, và có hai thì nghe nó êm. Nghe tiếng của lam tiêu thì nó êm hơn là động tiêu. Động tiêu nó sẽ vang hơn. Cái cây trúc tím thì cái thành nó mỏng, nó sẽ vang hơn. Còn cây trúc quế này cái thành nó dày, nó sẽ nghe vào tiếng nó sẽ đầm và ấm hơn. Bây giờ mình sẽ khớp cái beat một đoạn nữa. Phép dừng video tại đây. Và các bạn có nhu cầu đặt hàng những sản phẩm tiêu sáo đến từ Trung Quốc thì có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0971 889 836 hoặc là truy cập sáo trúc.com các bạn nhé. Xin chào tất cả mọi người.